Girl Group trong mơ, mà Lee Hyori đích thân chọn toàn các chị đại sexy, chỉ đúng một nữ idol gen 3 góp mặt nhưng nhìn là biết không ai chơi lại. Lee Hyori được mệnh danh là nữ idol solo huyền thoại của pop, đến cả Bilin còn phải công nhận là, cho đến nay chưa nữ nghệ sĩ nào có thể đánh bại được cô, dù giọng ca 10 minus đã debut được 22 năm, những năm gần đây cô còn ít xuất hiện để tập trung xây dựng tổ ấm riêng. Lee Hyori dạn dày kinh nghiệm, lại từng là thành viên của nhóm nhạc nữ FinKL nức tiếng một thời nên ai cũng hóng, đội hình nhóm nhạc nữ trong mơ do chính tay cô chọn. Đội hình nhóm nữ do Lee Hyori sở hữu hình tượng giống hệt cô. Mọi chuyện bắt đầu trong tập mới nhất của chương trình Hangout with Joe. Lee Hyori đã cùng Joe Jae-suk và Bilin nghe thử các ca khúc có thể được chọn cho màn debut của nhóm nhạc SSAK3 của họ. Chị đại của SSAK3 tỏ ra ưng ý với bài hát Are You Ready và được các producer giải thích rằng bài này được sáng tác bởi một nhà sản xuất từng viết rất nhiều ca khúc cho các nhóm nhạc nữ. Khi biết được điều này, dường như Lee Hyori đã nảy ra ý tưởng lập nên girl group do đích thân cô chọn. Cô cho biết, tôi sẽ tập hợp các nghệ sĩ nữ và hát bài này. Giờ xì, tôi và chị Ưng Dung Hoa. Có cả Wasa nữa. Bilin thì gợi ý Quan Gize A, trở thành quản lý của nhóm nhạc này, làm Lee Hyori đáp trả đầy hài hước. Chị nghĩ cậu ấy hẳn sẽ trở nên mỏng manh mất. Lee Hyori muốn lập nhóm nữ với Giờ xì, Ưng Dung Hoa và Wasa. Lee Hyori nổi tiếng vì hình tượng quyến rũ, nóng bỏng, thậm chí được coi là nữ hoàng sexy, nên những người cô chọn để lập nên girl group trong mơ, cũng gợi cảm chẳng kém nữ ca sĩ. Đã vậy, ngoài Wasa MAMAMOO, thì những người còn lại đều là chị đại có số có má trong làng nhạc xứ Hàn. Ưng Dung Hoa được mệnh danh là diva gợi cảm của Beast, cô thành công ở cả mảng ca hát cũng như diễn xuất. Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng Ưng Dung Hoa vẫn hoạt động vô cùng năng nổ. Màn comeback mới nhất của cô quả album The Cloudy of the Night còn khiến netizen choáng ngợp vì sự sexy, táo bạo đúng chuẩn gừng càng già càng cay. Ưng Dung Hoa đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn cực bốc trên sân khấu. Ending credit, Ưng Dung Hoa SBS gây Audition 2017. Giờ xì cũng là gương mặt thân quen với người hâm mộ pop. Nữ rapper không những nổi tiếng vì khả năng bắn, rap cực chất mà còn thường xuyên gây sốc vì hình tượng gợi cảm mà cô theo đuổi. Nữ rapper cá tính Giờ xì đã quá nổi tiếng vì hình tượng sexy. Wasa là idol gen 3 duy nhất được Lee Hyori lựa chọn vào nhóm nhạc của mình. Dù là người trẻ tuổi nhất nhưng em út Mamamoo cũng sexy chẳng kém đàn chị, đã vậy còn có khả năng ca hát và thần thái sân khấu vô cùng ấn tượng. Wasa là nữ idol gen 3 duy nhất và là em út, nhưng cô nóng bỏng chẳng kém gì đàn chị. Tuyết Wasa em cao đào. Nếu nhóm nhạc của Lee Hyori, Giờ xì, Ưng Dung Hoa và Wasa được thành lập thì đảm bảo sẽ toát ra khí chất trị đại, người người, không ai chơi lại. Tuy nhiên Lee Hyori tiết lộ chơi chơi, vậy thôi, chứ chẳng biết đến bao giờ nhóm nhạc trong mơ của cô mới thành hiện thực. Hiện tại nữ ca sĩ đang bận rộn với kế hoạch tái xuất làng nhạc thông qua việc lập team với MC quốc dân Joe Jae-suk và Bilin trong nhóm nhạc dự án SSAK3. Toàn những gương mặt sừng sỏ, SSAK3 chưa debut đã biết sẽ là tân binh khủng long. Nữ idol kỳ cựu lấy nghệ danh là Linda G, trong khi Joe Jae-suk hoạt động dưới tên Joe Dragon, còn Bilin là Berong. Mới đây Bilin đã được bầu chọn làm leader của SSAK3, bộ ba hứa hẹn sẽ công phá pop qua màn debut vào ngày 18 tháng 7 tới. Nguồn tham khảo AK. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.